Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lý do Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được ai nấy đi được phơi bày, netizen cảm thấy thương cho đàn gái. Lan truyền nhiều thông tin liên quan đến lý do thật sự Triệu Lệ Dĩnh ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được một thời gian, nhưng cư dân mạng vẫn thường xuyên bàn tán xôn xao về lý do thật sự của cuộc tan vỡ này. Phải chăng có một câu chuyện ẩn nào đó? Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc, các show quảng cáo liên tục được quay, bỏ ngoài tai mọi lồng đón của thế giới bên ngoài. Ngay cả khi đối mặt với nhiều vụ đổ bể, tố cáo của mẹ chồng cũ, cô cũng chọn cách im lặng, yên thân. Ngược lại với vợ cũ, Phùng Thiệu Phong tiều tị, hốc hác, khí chất đi xuống rõ rệt. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến với nhau vì tính chất công việc. Họ cũng quay lại tình bạn, do không còn tiếng nói chung. Những ngày tháng đã qua, cả hai đối xử chân thành với nhau và có khoảng thời gian hạnh phúc đẹp đẽ. Ngay cả khi họ chia tay, cả hai vẫn biết ơn những cuộc gặp gỡ trong quá khứ. Họ cho biết trong tương lai, cả hai sẽ tiếp tục đảm đương trách nhiệm làm cha làm mẹ, cùng nhau nuôi dạy và đồng hành cùng con trưởng thành. Sau khi ly hôn, phòng làm việc cũng nhấn mạnh rằng hy vọng mọi người sẽ không suy đoán về lý do ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, chứ đừng nói đến những tin đồn bịa đặt ác ý để tránh những hiểu lầm không đáng có và tổn hại cho hai bên và gia đình của họ. Đôi bên cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, ủng hộ suốt chặng đường và chuyển lời chúc phúc cho nhau, phù hộ cho cuộc sống sau này của hai đứa được bình an, suôn sẻ, an khang và hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây một số cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh kết hôn vì hộ khẩu Thượng Hải của Phùng Thiệu Phong và để con trai cô có môi trường sống tốt hơn trong tương lai. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã đấu tranh lại và vạch trần lý do ly hôn thật sự. Theo nguồn tin, gia đình họ Phùng cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh có tham vọng quá lớn và không thể dạy dỗ con trai, nên người thân của Phùng Thiệu Phong đã tích cực lên kế hoạch kết hôn lần hai cho anh. Triệu Lệ Dĩnh không có địa vị gì trong gia đình họ Phùng, và cuối cùng là cô không thể chịu đựng được và chọn cách ly hôn. Hiện tại cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh đang rất tốt, sự nghiệp ngày càng tỏa sáng, ngày càng lão hóa ngược, vóc dáng thon thả, không còn ngấn mợ, không hề giống người đã sinh con. Sự lựa chọn ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh có thể được cho là sự lựa chọn tốt nhất. Cô có thể tự tin theo đuổi sự nghiệp dưỡng sức mà mình yêu thích, không cần lo lắng về những thị phi của những người giàu có. Triệu Lệ Dĩnh dùng 8 chữ để nói về thay đổi sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, vì sao lại được CNET khen thông minh. Trang 163 ngày 2 tháng 6 bất ngờ lật lại bài phỏng vấn tại buổi livestream đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện hậu tuyên bố ly hôn. Đáng chú ý khi được MC hỏi khéo về vấn đề ly hôn, làm thế nào để đối mặt với những thay đổi to lớn trong cuộc sống, Triệu Lệ Dĩnh đã có câu trả lời ấn tượng chỉ với 8 chữ. Mệnh là do tôi, không phải do trời. Đây được cho là câu nói lấy từ bộ phim Na Tra Ma Đồng Giáng Thế. Câu trả lời này của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời ngợi khen của netizen xứ Trung. Không ít bình luận cho rằng đây là câu trả lời thể hiện sự thông minh của người đẹp. Điều này có nghĩa ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một sự việc khác. Giờ đây, nữ diễn viên họ Triệu sẽ trở thành một cô gái độc lập, tự cường, một mình chăm sóc bản thân, lo lắng cho sự nghiệp. Giữa cô và Phùng Thiệu Phong chỉ có một sợi dây kết nối duy nhất, đó chính là cậu con trai tưởng tượng. Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng sẽ là nhân vật bứt phá trong thời gian tới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.